Thủ lãnh Al Qaeda thông báo phong trào Hồi giáo cực đoan này đã mở một chi nhánh trên tiểu lục địa Ấn Độ. Trong một video công bố ngày 4 tháng 9, Ayman Al Zawahiri cho biết Al Qaeda đã chuẩn bị hơn 2 năm để thành lập chi nhánh mới này. Thủ lãnh của tổ chức bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc xem là khủng bố lâu nay, chủ yếu hoạt động tại Afghanistan và Pakistan, loan báo rằng Al Qaeda giờ sẽ nới rộng phạm vi hoạt động tới Miến Điện, Bangladesh và Ấn Độ. Người hồi giáo chiếm khoảng 15% dân số ấn với chừng một trăm bảy mươi triệu người. Đây là cộng đồng hồi giáo lớn thứ ba trên thế giới.